bữa nay má không nấu, bữa không ăn gì hết. Ba cho con đi chợ cơ, chứ má có đi đâu đâu. Con sợ. Con thấy má còn đi, chứ không phải má còn không đi đâu. Cha con mình làm sao chịu nổi chân má con. Ba. Má tôi nửa ký chai lụa. Như vậy? Dạ 5 đồng. Con thích ăn này lắm phải không? Ba cũng biết là má thích ăn chả lụa mà. Đợi ba vô chợ mua đồ về nấu cơm cả nhà ăn. Cơm hàng cháo chợ mấy bữa nay ba chịu không nổi nữa rồi. Lấy một chục đi. Lựa chỗ nào ngon ngon nha. Mấy người làm gì bu đầy trước cửa nhà tôi vậy? Chưa có chuyện gì xấu để moi đâu. Chờ dịp khác đi. Vợ mày uống thuốc tự tử rồi kìa. Má đâu rồi ba? Má con đâu rồi bác? Má con bị ngộ độc thuốc. Thằng Tài thằng Phúc đưa vô nhà thương rồi. Má ơi, đừng má ơi. Má ơi. Ninh. Má mày không có chết rồi mà khóc. Đàn bà gì mày kỳ cục. Gây ra bao điều xấu rồi. Rồi lấy mạng sống ra hù dọa chồng con không à. Hàng xóm chở vợ mày đi nhà thương, không biết sống chết ra sao. Mày còn đứng đây chế giễu vợ mày, không sợ người ta chửi à? Trời ơi, mấy người hiểu cái gì, biết cái gì. Muốn chửi thì cứ chửi. Tính tình của vợ tôi không hiểu ông chú à. Mấy lần trước nó uống 2 viên thuốc bổ, rồi co giật nhào nhào, tay chân giật giật vậy nè. Vợ tôi đến lúc mà vô bác sĩ y tá đòi xúc ruột thì nó ngồi dậy tỉnh bơ à. Bác sĩ y tá chửi đầy cái lỗ tai luôn nè. Sao con? Sao rồi? Sao rồi? Xong rồi. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Vô tới nhà thương là bà ngồi dậy liền à. Mày á, mày chở bà vô nhà thương chi vậy? Để nghe bác sĩ chửi. Vợ chú chết rồi. Má ơi. Má. Má ơi. Má. Anh Phúc ơi, má em đâu? Cho em đi gặp má em đây anh Phúc ơi. Tao không tin. Mày gạt tao không? Lát nữa sẽ có xe chở tí máy về. Chết đâu có hết được nhục. Mình nữa, sai đâu có quên được gì đâu. Bạn nhậu chết hết rồi hay sao mà ngồi nhà nhậu một mình vậy?
khoái tôi chết lắm hay sao? Mà mới về tới nhà là chết với chóc vậy. Ở chợ người ta đang bàn tán ầm lên về chuyện người đàn bà bị gạt tình, cướp tiền, về nhà tự vẫn kia. Thôi đi, không có dính gì tới tôi hết. Vậy mà thiên hạ nói người đó có dính líu tới anh đó. Cô nghe rồi hả? Tôi quá ghê sợ anh rồi. Đã đến lúc phải dứt khoát thôi. Không thể gượng ép sống với nhau được nữa. Em bỏ tôi rồi, tôi sống với ai? Thiếu gì người đàn bà có thể tin vào những giấc mơ ảo tưởng từ cái miệng của anh sẽ sống với anh. Đợi khi nào tôi có chỗ ra đi đã. Tôi sẽ ra đi trước. Mặc dù đây là nhà tôi vẫn để anh ở tạm. Anh rao bán đi, trả lại tôi nửa tiền, cho tôi thoát nợ. Một nửa cái nhà không đủ để tao đổi đời. Ba, cho con tiền đóng lệ phí trường. Ba hết tiền rồi. Qua hè con lên lớp nhất rồi. Nghỉ học đi, ở nhà tự học nhanh mày cũng được có sao đâu. Chuyện gì mà khóc cái Lợi? Nó đòi tiền đóng lệ phí trường đó. Được rồi, nói với nhà trường á, ngày mai mới đóng tiền trường cho con. Thiệt hả má? Thiệt, đi học đi. Thưa má con đi học. Ừ. Thưa ba con đi học. Bà định lấy tiền bán đôi bông tai cho nó đóng tiền lệ phí trường hả? Bán không được bao nhiêu mà lại chia 5 x 7, làm sao đủ mua nguyên liệu làm đồ gốm? Biết bao nhiêu mới gọi là đủ? Thằng Phúc phải nghỉ học, bụng tôi đã xót rồi. Tôi không thể nhìn thằng Lợi nó bỏ học được. Mình gầy dựng lại cái nghề tổ tiên là cốt để cho gia đình có ăn có mặc, và con mình cũng phải có chữ. Qua chị nhà 6 tỷ, tôi lại càng thấy tiền bạc không có nghĩa lý gì so với người thân. Ông có đồng ý với tôi không? Bà mới từ nhà 6 tỷ về đó hả? Tội nghiệp. Nó ngồi cạnh bàn thờ vợ nó như người mất hồn, không ăn uống gì hết. Con Phượng cũng ở nhà ngồi cạnh ba nó khóc hoài à. Thằng 6 tỷ ngoài lạnh trong nóng, nó thương vợ nhưng không biết cách dạy vợ, không biết cách cư xử với vợ nó. Lúc vợ nó bệnh, nó làm ngơ. Đến khi vợ nó chết, nó lại tự hành xác. Nó chửi vợ nó ngu, nhưng mà nó còn ngu hơn. Tôi sợ tình trạng này kéo dài, hai cha con nó sẽ ngã bệnh. Ông có cách gì giúp nó không? Nó nể ông. Ông thử qua an ủi khuyên lên nó vài câu đi. Nó đang buồn, càng an ủi càng khuyên can, cái buồn của nó trỗi lên còn nhiều nguy hiểm hơn. Cứ cho nó buồn, khóc lóc, rồi từ từ tự nó sẽ nguôi thôi. Chú Ngũ, có chuyện gì vậy chú Ngũ? Cứu bà đi, họ đánh bà chết mất. Chú à, có chuyện gì vậy chú? Ba ngày mà cũng nằm mơ hả chú? Chú hớp miếng trà cho tỉnh người đi. Tôi thấy bà trời nhà tôi bị người ta dùng gậy sắt đánh. Chỉ là chim bao thôi mà chú. Đã tới giờ dạy học cho con rồi đó chú. Bên này nghỉ một bữa. Chú không khỏe hả?
Chú định đi tìm thím ngủ với thằng Tây phải không? Đúng là không qua mắt chị được. Nhưng chú biết họ ở đâu mà tìm. Con thường gặp thím ở khu chợ, để con chở chú đi. Thôi, có mày đi rồi hai mẹ con nó không chịu gặp tao. Mày về đây có chuyện gì? Kêu ông già tao ra đây. Ba mày mà mày dám gọi là ông già hả? Mày gọi lên cho ai? Má mày đâu? Má bị bệnh, xin tiền mong mua thuốc. Má mày bệnh gì? Má nằm liệt giường, có tiền không bệnh đâu mà biết. Tao không có tiền. Tiền nhà học đâu? Tao dạy không lấy học phí. Gì kỳ vậy? Kêu họ đưa tiền đi, tôi phải về mua thuốc cho má gấp. Mày về trước đi. Một lát nữa ba mày tới thăm má mày, ổng cần gặp má mày. Biết chỗ má tôi ở mà đi thăm. Thì mày chỉ đường, tao chở ba mày tới. Gần quán cà phê Bà Năm, có đường hẻm, quẹo vô. Hỏi là người ta chỉ liền. Nhớ đem tiền tới nha ông già. Tay tầng đất ơi, nó không biết chào hỏi ai hết. Nó không còn là con của tôi nữa. Trở thành con đứa bất dạy, đứa côn đồ. Vậy mà tôi không có bỏ nó được. Tại vì nó là con do vợ tôi sanh ra. Anh chị đừng có trách tôi mà. Phải trách chú chứ. Trách cái tính nhu nhược của chú, làm cho gia đình tan nát. Chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, con cũng không ra con. Tôi đi thăm bả đi. Chú cầm đỡ 5 đồng. Phải chỉ có tiền tôi đưa chú nhiều hơn. Cảm ơn chị Diệp. Con gà mái nhà tôi đẻ được 4 trứng. Chú cho tôi gửi làm quà cho thím ngủ. Cảm ơn thím. Đi chú ơi. Dạ tôi đi. Ông xuống xe ba gác, lên xe tôi chở. Đi với nó khỏi mất công tìm nhà. Mày về phụ ba mày đốt lò đi. Dạ. Chậm lại, trời ơi, mày muốn tao gặp thằng chết sao mày chạy dữ vậy? Trời ơi, tôi chạy chậm, sợ má tôi chở không được mà. Trời ơi. Có té đâu mà tôi chở. Ủa chưa té hả? Ai cha, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho con đi tới nơi về tới chốn. Má mày đâu?
Bà có sao không? Để bà tới nông nỗi như vậy, tôi thì khổ tâm. Mà bấy lâu nay tôi cũng không kiếm được đồng nào. Chờ tôi rồi Quan Âm ơi. Tôi đưa bà vô nhà thương nha. Trong túi không có bao nhiêu tiền mà đòi đưa tôi vô nhà thương. Có 5 đồng. 5 đồng chỉ đủ hít hơi bác sĩ rồi về nhà thôi. Đưa 5 đồng đây. Ông còn bao nhiêu trong túi? Hết rồi. Còn đồng. Giờ phút này mà ông còn nói láo tôi hả? Tôi còn 2 đồng. Nhưng mà tôi phải giữ là 1 đồng để lát nữa mua thuốc lá chứ. Đưa 1 đồng đây. Má đưa con tiền mua hủ tiếu. Tiền đâu? Ra ngoài mua chút ba mày ra trả. Trời dạ. Làm gì túi ướt nhẹp vậy? Chết bà. Gì? Bể rồi. Cái gì bể? Bể trứng. Trứng gì mà bể? Trứng gà. Thiêm Lâm gửi cho tôi 4 trứng gà biếu bà. Hồi nãy thằng Tày nó chạy nhanh quá, dằn lên dằn xuống, đã vậy tới đây nó còn thắng gấp nữa. Ông thật là vô dụng. Hủ tiếu nè. Hả? Tao không có tiền đâu. Mày mua gì tới 3 tô vậy? Tôi 1 tô, má 2 tô. Bà bệnh nặng ăn chi cho nhiều vậy? Mệt thì đừng uống cà phê. Tôi đang đói, không ăn mới bệnh nặng. Vậy mà Tày nói với tôi là bà bệnh nặng. Mẹ con bà chỉ giỏi nói láo tôi không. Tôi không bệnh, ông có đi kiếm tôi không? Tôi đâu có muốn xa mẹ con bà. Nhưng mà 2 người không có lúc nào để cho tôi được yên hết. Bộ ông tưởng tôi sung sướng lắm hay sao? Bây lâu nay bà làm nghề gì để sống? Trưa hôm qua, ngủ trưa tôi mơ thấy bà đi cắp đồ, bị người ta cầm cây sắt đánh. Tôi hoảng quá là giật mình thức dậy. Tôi với má không đi ăn trộm mà đi cướp giật. Một ngày cướp không được trên 5 đồng thì đừng hòng ở yên chỗ này. Sao vậy? Trời ơi, làm nghề lường gạt cướp giật giống như leo lên lưng cọp. Lên thì dễ mà xuống thì khó lắm bà ơi. Đang sống tử tế ở nhà anh chị Diệp, quay rối làm gì đấy? Bộ ông tưởng bà ông tử tế lắm hả? Ngoài anh chị Diệp ra còn ai chịu chứa chấp vợ chồng mình trong cơn hoạn nạn? Nếu mẹ con bà biết ăn năn hối cải, tôi sẽ nói với anh chị Diệp cho mẹ con bà trở về. Ông muốn mẹ con tôi về hả? Cũng được, nhưng tôi sẽ không ở chung với gia đình ông bà Diệp. Chứ mẹ con bà muốn sống ở đâu? Nhà ông Diệp có một miếng đất trống, kêu họ xây một căn nhà nhỏ cho 2 mẹ con tôi ở riêng. Trời đất, bà lấy tư cách gì bà kêu người ta cho đất rồi bỏ tiền ra cất nhà cho bà? Tôi là vợ ông, ông là bạn của ông Diệp, hơn nữa ông là thầy của 2 đứa con trai ổng. Xây một cái chòi bộ nhiều lắm hay sao? Anh chị Diệp lúc này làm ăn không được. Tôi nghe chị Diệp phải bán đôi bông tai để mua vật liệu làm chén dĩa. Tiền đâu mà họ bỏ ra cất nhà cho bà? Nếu bà đây khổ quá thì về ở đỡ nhà chị Diệp một thời gian. Chuyện nhà 6 tỷ cứ làm cho tôi ám ảnh suốt ngày. Nhà 6 tỷ làm sao? Vợ 6 tỷ tự tử chết rồi. Sao? Vợ 6 tỷ sao mà tự tử chết? Nghe nói tư tình với ai ngoài chợ. Tối đó về lại bị cướp, vừa mất vàng vừa bị đánh, về tới nhà lại sanh bệnh. 6 tỷ thì khinh thường, làng xóm thì cười chê. Nó uống thuốc tự giận, đưa vô nhà thương cứu không kịp. Giờ tôi về nói với anh chị Diệp, rồi mai tôi trở lại. Má ăn tiếp đi.
Nghe nói con mẹ đeo dần giả hôm trước bị mình trấn lọc mới tự tử. Vậy hả? Vì nó tiếc cái đồ thật duy nhất trên người nó bị mất hay sao? Cái cà rá cắm thạch mà đại ca xí phận hôm bữa đó hả? Lúc bị lột chiếc cà rá đó, nó lồng lên như con hổ cái. Nhưng nó không chết vì chiếc cà rá đó đâu, mà chắc nó đi với trai, vợ chồng đòi bỏ nó thôi. Thôi, tụi bay đừng nhiều chuyện nữa. Nhắc kể những chuyện đó làm gì, cho tao thêm ái nái. Ủa, đại ca hồi này mắc bệnh hả? Bệnh gì? Bệnh yếu lòng, bệnh ái nái, rai rứt vì những chuyện mình làm ra. Tao vẫn là người, chứ chưa phải là thú vật như mày. Dạ, em xin lỗi. Ráng làm ăn một cú nữa rồi dẹp luôn. Tội lỗi quá nhiều, sau này trả không hết đâu tụi bay. Đại ca bỏ nghề dẹp băng, rồi tụi em lấy gì mà sống? Tao già rồi, sức tàn lực kiệt còn không sợ. Huống gì tụi bay, lưng dài vai rộng, thiếu gì việc để kiếm cơm. Ông nói với anh Diệp cái vụ miếng đất cất nhà chưa? Nói rồi. Rồi ổng nói làm sao? Nhìn cái mặt ủ rũ của ông là biết con cha Diệp lơ rồi phải không? Anh Diệp nói chừng nào mẹ con bà sống tử tế thì... Tử tế cái con khỉ khô. Không tiền, không nhà ở lấy gì tử tế. Mẹ cha nó. Ê, đừng ngủ. Bà tính làm mẹ tụi này hả? Anh Miễu thương tình, hổng rài tôi bệnh quá, hổng làm gì ra tiền được hết. Cáo bệnh để giữ thân sống hả? Ngày mai bà với thằng Tày kiếm không được 20 đồng. Cơm măng hổng rài tôi móc cho ổi được hết. Áo quần tôi ném sọt rác, biết chưa? Ông già nào đây? Ba thằng Tày. Ông từ đâu tới đây? Ở khu Lò Gốm. Ông đang ở nhà một người bạn thân, gần nhà với con Dương á. Lúc này không nói chuyện em Dương. Việc làm ăn không dính dấp chuyện tình cảm. Nhà người bạn của ông có giàu không? Anh Miễu hỏi ông kìa. Gì hả? Chỗ ông ở có gì bán được nhiều tiền không? Có. Họ làm được rất nhiều chén ăn cơm, tô đựng canh, dĩa đựng đồ xào. Chẳng bệnh tôi hả? Thì nhà họ chỉ có chén dĩa thôi, chứ ngoài ra đâu có gì đâu đáng giá. Ông mà biết nhà họ có gì đáng giá, vợ có ông được nhờ. À, tôi nhớ hôm Tết anh Diệp có đem bình trà cổ đem để lên bàn thờ cúng. Bà nói họ có bỏ ấm trà cổ à? Ông rành hơn tôi. Không, tôi không biết. Vợ con ông đang nợ tiền nhà, tiền ăn, tiền uống. Nếu ông chỉ được chỗ cất giấu bỏ ấm trà cổ thì ngày mai vợ con ông khỏi đi cướp giật. Nếu không, tôi sẽ chặt vào thằng Tây, cắt lấy mũi bà tự ngủ. Còn ông cũng không yên đâu. Nói thật đi. Ông ngủ, chuyện gì mà ông phải che giấu cho gia đình ông Diệp? Chẳng lẽ sinh mạng vợ con ông không bằng bộ ấm trà cổ hả? Tôi chỉ nghe ông Diệp nói là bộ ấm trà thuộc đời đường. Thuộc đời đường hả? Hay lắm. Nhưng họ cất nó ở đâu? Nhà ông nhiều tủ lắm, tôi không có biết họ cất tủ nào. Nhưng mà anh tính làm gì họ? Đến cướp của giết người. Sao vậy? Cướp của thôi chứ bộ tính giết người. Thôi đừng giết họ. Nếu vậy thì ông tìm cách lấy bộ ấm trà đến đây. Anh Miễu nói đúng đó ông à. Không ai bị chết, không ai bị ở tù, ông khỏi sợ phải liên lụy. Tôi có chỗ ở, cái ăn. Ông có tiền mà hút thuốc. Tôi gia hạn cho ông 3 ngày. Ông mà hé răng nói cho họ biết hoặc báo cảnh sát, tôi sẽ chặt vợ con ông ra 18 khúc, cho ông ăn từ từ. Nhớ chưa? Ông nghe chưa? Nếu không muốn ăn món mắm má con tôi thì mau về tìm cách lấy ấm trà cổ đem tới đây, nghe chưa? Thank you.
Cậu ơi, hôm qua nay không thấy con Phượng đâu hết á. Nó đi học rồi. Chuyện qua thứ bảy, hôm nay chủ nhật, con Phượng đâu có tới trường. Cặp nó còn đây nè. Chắc nó đang thêm dịp. Tôi qua bển rồi mà không có thấy. Có khi nào nó bị người ta bắt cóc không? Tôi sợ kẻ nào thấy cậu làm ăn được, họ ganh ghét hại mợ rồi hại con. Phải tìm nó liền. Phượng ơi, Phượng ơi, Phượng, Phượng ơi. Không biết Phượng đi đâu. Chú Thiêm Lập, có thấy con Phượng của tôi qua đây không? Không, tôi với ông mới đi làm về, có thấy ai đâu. Tài, Tài, mày có thấy Phượng con đâu không? Dạ không. Cậu Tý về kìa. Thôi cậu vô nghỉ đi, để tụi tôi đi kiếm nó cho. Đi. Đi. Giải đây, giải đây. Giải mai áo mới áo đẹp đây. Ai còn xuân xanh, ai còn tuổi trẻ, mua giải mai áo mới cho đẹp đẽ đây. Anh Sáu, mua giải mai áo mới cho con Phượng đi nè. Nó mất tích rồi. Mất tích gì? Cô đi bán quanh xóm, có thấy đâu không? Không. Mà nó đi đâu? Từ bao giờ? Tôi không biết. Không biết con ở đâu mà anh ngồi đây được hả? Thôi, ông để ở nhà coi chừng cái xe giải, để em đi tìm cho. Tao dẫn mày tới thăm má má mày, không phải để cho mày khóc. Má mày không muốn thấy mày khóc đâu Phượng à. Má thấy em khóc hả? Thấy chứ. Má mày muốn mày có sức khỏe để đi học và để phụ việc cho ba mày. Anh thấy má em hả? Anh thấy được, sao em không thấy? Thì Tao nói sao mày nghe vậy đi. Mày hỏi lộn xộn, vong hồn má mày chạy đi chỗ khác đó. Vong hồn má em đang ở gần đây hả anh Phúc? Mày muốn nói gì với má mày thì nói lẹ đi. Má, má ăn cơm chưa? Má có khỏe không? Ba cũng muốn đòi chết hoài, con sợ lắm. Ba mày đang kiếm mày khắp khu làng gốm này, có nghĩa là ba mày còn thương mày, còn lo lắng cho mày. Ba mày không có muốn chết đâu. Thôi, về Phượng. Em ở lại đây với má một lát nữa. Má mày cũng muốn mày trở về nhà. Đi lâu quá rồi, ba mày chờ mày sốt ruột lắm. Đi. Sao con lại ra đây? Để ba con ở nhà lo lắng vậy? Ba con lo sao không đi tìm lại sai cô đi? Ba con không có sai cô. Làm sao mà sai được cô? Cô đi bán hàng ngang qua, thấy ba con ngồi buồn, hỏi biết chuyện nên cô đi tìm giúp. Cô đoán là con buồn nên ra đây thôi. Cảm ơn, cô về được rồi. Con tự biết đường về nhà. Con Phượng hồi nào giờ, có khi nào nó bỏ nhà đi nữa. Thôi đừng có bàn tán lung tung nữa.
mày yếu lắm rồi sao Tỷ à. Thôi ở nhà nghỉ ngơi đi. Tao không thấy thằng Phúc, chắc nó đi tìm con Phượng rồi. Tôi sợ tôi lung manh bắt nó, hại nó. Nếu mà nó có chuyện gì, tôi không tiếc sống nữa. Khổng rầy sao mày cứ nói muốn chết theo vợ mày hoài vậy? Tôi nghĩ lại rồi, tôi phải sống. Tôi phải làm việc để lo cho con Phượng tử tế. Vậy mày mới là đàn ông. Nhưng giờ này con tôi... Hai đứa nó về rồi kìa. Ba. Con mới về. Con đi đâu để ba kiếm con vậy? Anh Phúc chở con đi thăm mộ má. Sao mày chở nó đi không nói cho tao hay? Chú cứ ngồi trước bàn thờ rầu rĩ, có hay biết trời trăng sáng tối gì đâu mà nói. Ba con muốn chú hiểu ra là chú còn có con Phượng, nó mới bày ra chuyện này đó. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình tôi. Tôi thật bậy bạ, tôi cư xử không tốt. Chú Diệp, tao đây. Chú có ghét tôi không? Lúc trước tao ghét, rất ghét. Bởi vì mày chỉ biết sống cho mày. Mày muốn công việc làm gốm của mày đi lên, nên đạp như người lân cận ngã xuống. Mày phải biết, mình cũng là dân lao động. Nếu không biết hợp sức đỡ cho nhau, mà chỉ lo ganh ghét hại nhau, thì không bao lâu, mọi người trong khu này sẽ không có chén đi mà ăn cơm. Cảm ơn. Cảm ơn chú Diệp đã nói thật. Bây giờ tôi muốn chuộc lỗi. Chuộc lỗi? Bằng cách nào? Tôi muốn hợp tác với mọi người về việc làm gốm. Thất bại, cả xóm cùng chịu. Thành công, cả xóm cùng chia sẻ. Nếu như mọi người ở đây biết đoàn kết, thì lo gì không để lùi cái đói cái khổ ra khỏi làng mình chứ. Dạ đúng rồi. Anh Sáu, cho em lấy lại cái xe giải. Ủa, sao chị Thảo lại gửi xe ở đây? Đi đâu? À thì cổ đi tìm giùm con Phượng. Lần sau ba khỏi nhờ ai nha. Con lớn rồi, biết đi thì tự biết về. Ba đừng sợ, con không có bỏ ba đâu. Ba không có nhờ. Vô tình cô ấy đi ngang qua. Là người cùng làng với nhau, thấy có chuyện thì nhờ vô xót giác một chút. Có gì đâu mà mọi người thắc mắc. Ba ơi, con đi trả xe cho thằng Sinh nha ba. Lẹ lẹ về nghe. Dạ. Ba, từ nay con sẽ ráng tự lập, khỏi làm phiền ai nha ba. Lợi, có chú Thiếm ở nhà không? Có, mời bác vô nhà. Tôi đến đây muốn thưa với ông anh một chuyện. Ba có phải là quan đâu mà ông thưa ba kìa. Không phải, ý bác Tư là muốn nói với ba một chuyện. Tôi nói chơi thôi, ông nói đi. Chuyện gì? Hôm rồi tôi có chở bói hàng trái cây cho khách quen lên thành phố, không ngờ gặp được người quen. Ông mới mở tiệm mua bán hàng gốm sứ cao cấp, đồ giả cổ, chậu bông, tượng sứ mỹ nghệ. Ông muốn đặt hàng trên mình để mua tận gốc, bán tận ngọn. Nhà tôi đâu có làm những mặt hàng đó. Thì mình phải nghĩ cách chứ ba. Làm cái gì mà có chỗ bán là chắc chắn có ăn ba. Làm mấy thứ đó không giống như làm mấy cái chén đơn giản. Không có kinh nghiệm, làm ra sản phẩm không đạt yêu cầu của người ta là thất bại như chơi. Cứ phải làm mới có kinh nghiệm, chứ tự nhiên kinh nghiệm đâu mà tới với mình. Ông khỏi vậy không tôi? Không dám, tôi chỉ chỉ mối thôi mà. Ông chỉ mối được ăn tiền cò, chứ tôi làm năm ăn năm thua, mệt lắm. Má tao cho mày nè. Cảm ơn trò, học bài chưa? Đang học, ăn bánh đi. Ngon không? Ngon. Lợi à, tôi muốn nói với trò chuyện này nè. Chuyện gì? Bữa đó tôi không có ý coi trò tắm đâu. Chuyện đó trò có nói cho ai biết trò thấy của tôi chưa?
chưa nói cho ai nghe hết. Vậy thì cho đừng có nói cho ai biết hết nha. Dạ, thì bác suy nghĩ. Cô cảm ơn bác Tư. Để nhà con tính toán kỹ lại rồi sẽ gặp bác Tư sau. Thôi tôi về. Dạ. Chợ thích ăn nhãn không? Thích. Mai tôi hái vô lớp ăn ha. Dương. 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 Sao giờ này Dương đánh tôi hoài vậy? Tôi không muốn gặp những chuyện rắc rối. Anh đừng tới gần tôi nữa. Tai mắt của nó có khắp mọi nơi. Thằng Biểu sai người theo dõi Dương hả? Ừ. Ai ở đây mà làm cho nó? Tôi cũng không biết. Nhưng nó biết tôi có quan hệ với anh. Nó hù dọa. Nó dọa giết tôi hả? Để nó tới đây đối mặt với tôi coi. Tôi không muốn. Tài hãy tìm những người có mối quan hệ đơn giản hơn để sống cho thanh thản. Mùi đó, tôi biết nó thương anh lắm. Nhưng tôi chỉ thương. Thôi thôi, tôi không yêu thương gì nữa đâu. Hết rồi. Chú tiệm gì vậy?